Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì mấy bữa nay mình bận quá nên mình không có lên livestream cho các bạn được, giữ gìn sức khỏe nữa, mấy ngày làm nhiều quá, kiếm tiền nhưng mà bữa nay thì nó cũng thưa thưa. Cái mấy tuần trước là mình bị ốm nữa cơ. Thì đang cố gắng tập trung vào mục tiêu chính, cái ước mơ của mình là muốn đem những cây thuốc nam về gần với ra hơn bà con. Gần với bà con hơn so với tại vì người ta thấy ở xung quanh đây đều là thuốc nam hết nhưng mà người ta không biết cách sử dụng. Nên mình cố gắng là sẽ đi để kiếm và hướng dẫn và chỉ cách sử dụng cho bà con. Thì ở đây là cái mà hồi bữa mình đăng lên đấy, cốt tỏi bổ đây. Và mình để tại vì lúc ấy mình lấy vào mùa ấy mình chưa có dùng á. Dùng được một gốc rồi, mình cũng đã dùng được một gốc rồi. Để những trường hợp mà mình chữa gãy xương, nó có tác dụng hoạt huyết tục cân nhé, hoạt huyết và nhanh liền xương. Thứ nhất là làm giảm đau xương khớp. Thứ hai là nó nhanh liền xương đấy, cho nên là mình dùng cốt tỏi bổ này, củ rất là to, nên mình đang để đây để về sau nó lên ấy, còn về có cái để xài. Đây là vườn cà phê. Và mình cũng nhập giống hà thủ ô đây các bạn. Đây là cái bầu hà thủ ô mới mua. Đây là cây này nữa. Đây là hà thủ ô đỏ nha các bạn nhá. Đây là hà thủ ô đỏ, lá hà thủ ô đỏ này. Đó. Thì mới lấy về hôm qua, bây giờ đang còn kiểu sốc nhiệt mấy cây nhỏ nhỏ này nhưng mà đã có củ rồi nha các bạn nhá. Đây là hà thủ ô. Rồi để mình chuyển camera cho các bạn xem. Đây, hà thủ ô đây. Đây lá tươi tươi rồi đấy. Sáng nay có một trận mưa to, gà nó gáy. Đây là hà thủ ô nhá, để mấy bữa khi nào mình trồng. Đây, nó lên mầm này, cũng nhanh lên thép. Đồ các bạn, đây là cây gì? Đó, lên mầm rồi nè, thấy không? Đó, đây nè. Ồ, cái lá này nó bị héo rồi. Còn đây là cái hà thủ ô mình găm vào, không biết nó có lên không? Đây, mầm đấy, mầm nè. Mầm nè, mầm nè. Mình đang trồng thử nghiệm. Đây là thất diệp nhất chi hoa nha các bạn nha. Đây là thất diệp nhất chi hoa. Đó. Còn ở ngoài kia thì các bạn nhìn đấy. Đấy, ngoài kia là xa xa đấy là mạch môn. Mình cũng đã quay rất là nhiều lần rồi. Mạch môn lấy mỗi lần lấy củ là được cả bao nữa các bạn. Đây, mạch môn trồng rất là nhiều. Bên kia gà phá hết rồi, chỉ còn một đống ở đây thôi để trồng. Hiện tại là trồng để duy trì giống, duy trì giống á, chứ còn hiện tại vẫn chưa trồng để thu hoạch. Đó, mạch môn bây giờ đang ra quả này. Đó. Đây là cái ớt, cái tiêu này, tiêu nằm trong nhóm thuốc này, ôn trung tán hàn nhá, ôn trung rất là mạnh nhá, chứ không phải là ấy đâu. Cái hạt tiêu này, ồ, mạch môn này. Đó. Các bạn thấy cây gì đây không? Đây là một trong những nhóm thuốc xanh thanh nhiệt mà tự nhiên mình đọc trên mạng bảo cây này mà đây củ thế đây. Ồ, đây này. Mà bảo bị sao nhỉ? Đưa vào sách đỏ luôn, đây này. Sách đỏ này, cây này có quái gì đâu. Đây là thanh ưu đởm hay gọi là sơn từ cô nhé các bạn nhé. Hồi xưa mình thấy cây này rất là nhiều. Đây. Lá đấy. Đây đến này. Đó. Thanh ưu đởm hay gọi là sơn từ cô. Tác dụng là thanh nhiệt. Một trong nhóm thuốc thanh nhiệt. Tự nhiên mọc hàng rào thôi. Về sau mình sẽ nhổ mấy cây này. Mình trồng hàng rào này. Rất nhiều. Thì mấy bữa nay đang tập trung vào để xem mấy cái cây hà thủ ô thì chắc chắn là sống được rồi, nhưng mà còn mấy cái cây mạch môn này cũng sống được này. Cây thất diệp nhất chi hoa thì nếu mà nghiên cứu về độ cao trung bình của nó ấy, thì nó sống ở độ cao khoảng tầm 700-800 mét trở lên so với mực nước biển, thì chỗ mình là dư rồi. Bây giờ đang nghiên cứu là trồng một số cây quý hơn. Mong là mấy bác này nảy mầm lên nha. Mình hy vọng lắm. Giống nó cũng đắt đấy. Đây này, cái này thì thấy nó mọc lên hơi nhiều hơn hôm qua này. Đó.
mình đang ấy thử nghiệm thôi, còn về sau mình sẽ làm một quy mô lớn hơn. Còn bọn này thì chắc chắn lên à, chỉ cần một lên một cây thôi là cũng đủ nhân giống à. Thôi cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Cái con gà khỉ gió kia, hay cái con mà nó ó ó ó từ nãy rồi đấy đó. Có gì thắc mắc thì comment dưới video nha. Đây là cô tái bổ, còn đây là cẩu tích này các bạn. Nó cũng họ nhà nó hết thôi, nhưng mà cẩu tích lá nó nhỏ hơn. Đây mình sẽ cho các bạn xem lá cẩu tích với cốt tái bổ này. Đây là cẩu tích này đó. Đây đấy, so với cốt tái bổ này nhỏ hơn này nha. Các bạn có thắc mắc comment dưới video nha. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ nha.